tọa lạc gần ngã ba sông Ca Long sát biên giới Việt Trung, đền Xá Tắc đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng mang nét đặc trưng của nhân dân nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc. Lễ hội đền Xá Tắc được tổ chức thường niên vào ngày 30 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 âm lịch. Lễ hội đền Xá Tắc năm nay gồm các nghi lễ chính như lễ cấp thủy, lấy nước, lễ mộc dục, tắm tượng, lễ nghênh thần, lễ an vị, lễ Xá Tắc. Trong đó, lễ cấp thủy là nghi thức quan trọng để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, người dân trong vùng luôn gặp bình an, may mắn, làm ăn thuận lợi. Ở lễ cấp thủy, đoàn tế lễ sẽ di chuyển ra ngã ba xoáy nguồn để lấy nước sạch, sau đó rước về đền làm lễ mộc dục. Từ sớm, đông đảo người dân địa phương và du khách đã có mặt bên bờ sông Ca Long, cùng đón xem nghi thức cấp thủy trên ngã ba xoáy nguồn để cầu cho một năm bình an, may mắn. Nghi lễ nghênh thần, rước thần đi du xuân qua các tuyến phố, cầu Ca Long, cầu Hòa Bình, thu hút hàng trăm người dân và du khách. Ngày hôm nay khi mà bước đến đền và được trải nghiệm cái lễ hội, cái không khí ở đây thì em cảm thấy vô cùng là nhộn nhịp. Nhờ những cái trải nghiệm như thế này mà bọn em mới có được cái nhìn một cách bao quát nhất và cụ thể nhất về văn hóa của Việt Nam. Và em thấy là đó là một cái điều rất là quan trọng cho thế hệ sau chúng em để mà có thể gìn giữ và phát huy những truyền thống của ông cha ta. Sau lễ nghênh thần, kiệu thần được rước về đền để lập đàn tế Xá Tắc. Qua việc tổ chức lễ hội, thôn lễ hội thì đã góp phần cho cái việc là gìn giữ cái nét đặc trưng văn hóa, tín ngưỡng của người dân Việt Nam ở vùng phiên dậu của Tổ quốc. Đồng thời qua đó thì cũng góp phần cho sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, cũng là thúc đẩy du lịch của địa phương phường Ca Long nói riêng, cũng như là thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh nói chung.